Đầu tư rượu, đây là khái niệm không giống nhau tất cả, bởi vì đây là kênh đầu tư khác như tranh, đồng hồ, ô tô cổ. Đây là kênh đầu tư cần thời gian, chứ không thể nhân 10, nhân 20 như là coin, cổ phiếu hay là bất động sản. Tuy nhiên, ngược lại, kênh đầu tư này có một rủi ro vô cùng thấp. Kênh đầu tư này dành cho những người thích sự nhàn hạ của việc không phải nhìn bảng điện tử suốt ngày và không thích sự rủi ro. Nếu đó là điều bạn muốn thì hãy tiếp tục xem video này, bởi vì tôi sẽ chia sẻ những tip để các bạn có thể tự tin hơn trên con đường đầu tư rượu của mình. Trước hết, vô cùng quan trọng, chúng ta phải phân biệt được rượu để uống và rượu để đầu tư. Rượu để uống là tiêu sản, còn rượu để đầu tư là tài sản. Rượu để uống là những loại rượu mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp tại tất cả cửa hàng rượu hay các siêu thị, rất dễ để mua, không gì khó khăn cả. Tuy nhiên, rượu để đầu tư là những chai rượu mà rất khó để mua và phải săn lùng, bởi vì chúng luôn được sell out trên toàn thế giới. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ 5 tiêu chí cơ bản để chúng ta có thể nhận biết được đâu là một chai rượu xứng đáng để đầu tư. Yếu tố thứ nhất đó là về giá. Giá rất quan trọng. Mua càng rẻ càng tốt. Nghe thì có vẻ rất cơ bản và rất dễ áp dụng. Tuy nhiên, trong môn rượu này thì nhiều khi những nhà đầu tư sẽ chọn con tim thay vì nghe theo lý trí. Bởi vì khi đã thích một sản phẩm nào đấy rồi thì đôi khi giá cả cũng không là quan trọng lắm. Vậy nên họ rất dễ bị đu đỉnh. Đó là cái rủi ro của đầu tư rượu. Thật ra mua rượu ở giá cao thì nếu mà để về lâu dài thì vẫn sẽ lãi. Do xu hướng của thế giới bây giờ, rất nhiều hàng ngày, hàng giờ, rất nhiều những người giàu mới nổi lên ở các nước và họ luôn tìm kiếm những sản phẩm, những kênh đầu tư an toàn, nhàn hạ và sinh lời. Vậy nên rượu trong tương lai gần chắc chắn vẫn sẽ lên. Yếu tố thứ hai đó là về thương hiệu. Thương hiệu làm nên tất cả. Tại sao lại có những người bỏ ra hàng chục nghìn đô để mua một chiếc túi Hermes, trong khi vẫn là chiếc túi đó, vẫn là chất liệu đó sẽ được bán với giá 1/10, 1/100 ở các chỗ khác. Đối với những nhà đầu tư rượu, chúng ta, đặc biệt là những người mới, chúng ta nên chọn những blue chips trong ngành rượu như là các thương hiệu như là Macallan, Beaumont, Springbank hay là Dalmore, bởi vì sẽ luôn có người săn lùng những chai rượu này. Đặc biệt chúng ta nên, nếu có cơ hội thì nên chọn luôn những nhà máy rượu nào mà đã đóng cửa rồi, như là Port Ellen, Bora hay là Karizawa của Nhật. Bởi vì sao? Như một người họa sĩ nổi tiếng, khi ông mất đi thì những tác phẩm của ông sẽ càng trở nên đắt giá hơn hết. Yếu tố tiếp theo đó chính là về cách chai rượu đó được đóng. Và đây tôi muốn nhấn mạnh là hãy chọn mua những chai rượu được đóng tại cask strength, tức là nguyên bản từ thùng và không pha thêm nước. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà một chai rượu đóng tại cask strength thì bạn biết được chính xác thùng rượu đó cho ra bao nhiêu chai, và nó sẽ giới hạn lại sản lượng trên thị trường. Đặc biệt những chai mà số đẹp thì còn lên cao nữa. Yếu tố thứ tư đó chính là yếu tố về mặt sưu tầm. Chai rượu đó có thuộc một bộ sưu tập nào không? Nếu chai rượu đó thuộc một bộ sưu tập thì các bạn hãy nên mua cả bộ sưu tập. Và đặc biệt hơn, bắt buộc phải mua chai đầu tiên của bộ sưu tập đó. Một ví dụ kinh điển về đầu tư whisky đó chính là series Macallan Folio, được ra mắt lần đầu tiên năm 2015. Chai Macallan Folio Number 1, chai đầu tiên, được bán với giá chỉ 250 bảng vào năm 2015. Tuy nhiên, giá của chai rượu đó bây giờ đã tăng gấp 40 lần. Wow! Hãy tưởng tượng nếu có cỗ máy thời gian đi ngược về 7 năm trước. Các bạn mua 10, 20 chai Folio 1 thì bây giờ đã lại như nào? Yếu tố cuối cùng vô cùng quan trọng, bởi vì kênh đầu tư nào
cũng sẽ có một cái độ rủi ro nào đó. Vậy để giảm thiểu những rủi ro không đáng có, chúng ta phải trang bị kiến thức cho mình. Hãy trau dồi kiến thức về whisky, hãy hiểu về xu hướng của thị trường. Và làm điều đó không những được giảm thiểu rủi ro, mà chúng ta sẽ nhận biết được những cơ hội béo bở xuất hiện ngay trước mắt chúng ta, như là tìm vàng trong cát. Tại Lantern Whisky, chúng tôi luôn tư vấn những sản phẩm tốt nhất, những kênh đầu tư sinh lời cho khách hàng. Những người tin tưởng Lantern Whisky đã không bao giờ phải thất vọng. Vậy, còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về kênh đầu tư rượu này? Hãy cho tôi biết ở phía dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của Lantern Whisky. We'll be right back.